Mascara L'Oreal Voluminous Super Ta 2 đầu hiện nay rất được yêu thích nhờ vào hai chế độ làm dày mi. Đầu nhỏ giúp mi dày một cách tự nhiên, đầu bự giúp làm dày mi ấn tượng, màu mi vừa ấn tượng lại trung thực. Ngoài ra, rất phù hợp với những nơi có điều kiện nắng nóng, dễ đổ mồ hôi như Việt Nam. Sản phẩm lâu trôi, bền bỉ. Liệu sản phẩm này có phù hợp với bạn? Hãy theo dõi review từ chúng tôi nhé! Tổng quan về Mascara L'Oreal Voluminous Super Ta 2 đầu. Theo thông tin của nhà sản xuất, Mascara L'Oreal Voluminous Super Ta 2 đầu vừa làm dày mi, vừa cung cấp dưỡng chất cần thiết, nuôi dưỡng cho bạn đôi mi dày hơn, kích thích một lông mi mới. Nếu bạn mới có đôi mi dày mà cong, lại không cần mi giả, hãy lựa chọn sản phẩm này bạn nhé. Sản phẩm giúp khắc phục các nhược điểm bẩm sinh thường thấy như lông mi thưa thớt, mi ngắn, mi suông, không cong. Đánh giá Mascara L'Oreal Voluminous Super Ta 2 đầu. Một bao bì. Trong bao bì sản phẩm chỉ có hai màu là đen và trắng. Màu nền của sản phẩm là đen, sau đó sẽ được họa thêm các chi tiết ấn tượng màu trắng. Nhìn chung, chiếc mascara này có bề ngoài khá to và dày. Hai thiết kế. Sản phẩm có hai đầu chút mi. Một đầu mỏng mịn phù hợp với phong cách mi tự nhiên, giúp bạn trở nên tươi tắn hơn trong những buổi đi học. Đầu to và dày giúp định hình đôi mi cong vút và hút hồn. Hai đầu được thiết kế riêng biệt, dễ phân biệt đầu nhỏ và đầu lớn. Sản phẩm dùng tốt cho cả mi thật và mi giả. Hơn thế, phần thân của mascara to và dày giúp dễ cầm nắm. Về thiết kế của đầu chuốt mi, đầu cọ mảnh có thiết kế to hơn ở hai đầu, phần giữa nhỏ hơn và có khuynh hướng cong vào. Với đầu cọ này, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc chuốt mascara cho chân mi. Tuy nhiên, mascara sẽ dễ vón cục khi bạn chuốt quá nhiều lần. Đầu cọ to thì được thiết kế với dạng cong, nhờ vậy bạn có thể tạo ra đôi mi cong vút. Ba trải nghiệm của người dùng mascara L'Oreal Voluminous Super Ta 2 đầu. Đối với người chưa quen sử dụng mascara, họ sẽ cảm thấy khá nặng mi ngay cả khi sử dụng đầu primer. Để sản phẩm lên mi đều màu và nhẹ nhàng hơn, bạn có thể dùng đầu chải chân mài để chuốt lại mi. Sản phẩm mascara lên mi xuất sắc, làm cong mi chỉ trong một nốt nhạc. Màu mi đen tuyền cũng đang được yêu thích nhất. Sản phẩm không bị vón cục. Độ cong của mi có thể giữ được đến 6 tiếng. Mẹo để mi cong và đẹp hơn là hãy giữ lại ở ngọn mi 3 đến 4 giây khi chuốt để mi kịp định hình. Tuy nhiên, không nên để quá lâu vì có thể khiến mi bị đơ. Nếu bạn có ý định đi bơi sau khi sử dụng mascara L'Oreal Voluminous Super Ta 2 đầu, bạn nên phủ thêm một lớp phấn để chống lem. Ba thành phần của sản phẩm. Sản phẩm được tạo ra từ các thành phần đơn giản. Mục đích đầu tiên là định hình mi. Mục đích thứ hai là làm cho đôi mi thêm đen và dày. Dầu vừa giúp nuôi dưỡng, cung cấp dưỡng chất cho mi, ngoài ra còn định hình mi. Ngoài ra sản phẩm còn được bổ sung thêm thành phần sáp. Nhờ vậy hình dáng cong veo của đôi mi được giữ đến 6 tiếng. Ngoài ra sản phẩm còn được bổ sung một số thành phần chống nước. 4. Giá thành sản phẩm. Giá thị trường của cây mascara này là 268k. Mức giá này có thể mắc hơn một số sản phẩm mascara trên thị trường. Tuy nhiên giá trị của sản phẩm là tương xứng. Công dụng của mascara L'Oreal Voluminous Super Ta 2 đầu. Tô điểm cho mi trên, làm dày cho mi dưới, giúp đôi mi cong hơn. Đường mi được tô đậm, giúp mắt của bạn sắc sảo hơn. Có thể chuốt cho mày để tạo độ mượt. Tạo đường kẻ mắt bằng eyeliner. Tổng kết: Mascara L'Oreal Voluminous Super Ta 2 đầu là sản phẩm làm đẹp trung cao cấp với thành phần tự nhiên, rất phù hợp với người khó tính. Sản phẩm bám dày trên mi, bám tốt, không lem. Thương hiệu L'Oreal. Xuất xứ Pháp, France.